What's up, Gam Fam? Welcome to the brand new Energy Gaming House. AKA the GAM House. Now, it's been our goal to elevate the environment here at GAM, and what better way to do so than with the 800 square meter multi-level living, training, and entertainment complex. Now, we've had some delays because of the pandemic, but you know what? It's our time. Right now, it's GAM time. So we're about to take you guys to have a look inside. Come follow me this way. You zoom in, open the door. Yeah, woo! What's up? Yay! Welcome to the Energy Gaming House. Everybody knows Izumin. Let's go take a tour inside. Welcome to our multifunctional entertainment and workout studio here at the Energy Gaming House, brought to you by Leap. Now we want to show you guys all this amazing equipment is from our friends from Techno Gym. As you can see, we got our lead trainers here working with our captain, Levy. Let's see what he's up to. Levy. Sabi một tuần là các em đang training mấy bạn lead bao nhiêu lần một tuần? Hiện tại thì em cũng như là các bạn trong team thì đang tập với nhau khoảng 3-4 buổi một tuần. À, 3-4 buổi, that's good. Thì bây giờ không phải là khánh béo nữa đâu, phải không? Bây giờ là sẽ là khánh 6 múi, đúng không? Đấy là tại các bạn hay trêu mình là khánh béo nhiều quá nên bây giờ mình quyết tâm mình phải thay đổi bản thân. Tức là thành khánh 6 múi hoặc ít nhất thì cũng thành khánh không béo. Cố gắng đi em nhé. Continue your workout. Let's see what Hank Kane's doing over here. Thank you to our trainers. Oh, he's working on the biceps, man. Let's go, bro. Yeah? Yeah, 100, right? 100? 99, 100? Oh, man. So as you can see, we have a lot of amazing equipment here from Techno Gym, including their bench right here. This is the signature piece here in our fitness studio. So we're gonna go take a look and see what Izumin's doing over here on the entertainment side. Xin giới thiệu với các bạn, đây là khu vực giải trí của tụi mình với một chiếc bàn bia và huấn luyện viên Phong. Thấy bộ bia này như nào? Đấy, nghĩa là sau những giờ chơi game căng thẳng thì đây sẽ là một cái lựa chọn rất là tuyệt vời cho các tuyển thủ để có thể xuống đây. Ngoài ra thì bọn mình cũng có một vài những cái chi tiết nhỏ nhỏ ở đây. Đây chính là đèn của bên phía Nanolip. Xin cảm ơn bên phía Nanolip thì bạn tài trợ cho GAM cái sản phẩm này. Và các bạn thấy là đây là một sản phẩm có thể chạm vào này. Nó tạo ra những cái thứ rất là hay ho. Chúng ta có thể chơi giải trí với cái này. Hay là biến đổi theo giọng nói. Alo. Alo. Đó, thì nó sẽ có những cái biến đổi. Bọn mình còn có một cái chữ GAM mà cũng có thể thay đổi ở phía bên kia. Và bọn mình có một cầu thang ở phía bên này để có thể đi lên phòng ăn. What's up, team? Welcome to the Energy Asia office. This is our squad right here. Let me introduce you guys to a few. This is B, our art director right here. He's working on the new jerseys for summer 2022. That looks awesome, man. I can't wait till the fans see that. Over here, we got my man, Kwa. What's up, Kwa? He's our content producer. This is Alex, our lead editor, working on the next GAM Life, so stay tuned. Sundays at 7 o'clock. All right, we got these jerseys we gotta work on, B. Vì anh TK đang chuẩn bị áo đấu mới cùng với team, thế nên là mình sẽ dẫn các bạn đi tham quan Gaming House tiếp nha. Đây là chữ Energy Gaming House và các bạn cũng có thấy là màu vàng đó là GAM House. Một cái để có thể thể hiện đây là GAM House của chúng mình. Ở trong cái khu vực phòng khách này thì một trong những cái điều đặc biệt nhất thì mình nghĩ đó chính là khu vực
trưng bày cúp cũng như là một số những cái sản phẩm đồ chơi của tụi mình. Các bạn có thể thấy đây có một vài những chiếc cúp như JBL, rồi Mountain Dew Championship Series và những cái chiếc vô địch VSET từ năm 2017, rồi JBL ở năm 2017. Bọn mình rất là tiếc khi mà không có những chiếc cúp năm 2019 và 2021, bởi vì đội nào vô địch thì sẽ được giữ cái cúp đó lại ở Gaming House đó trong một mùa, rồi sau đó thì sẽ phải trả lại cho ban tổ chức. Thì cái này thì mình hy vọng là sau này thì ban tổ chức sẽ cho những đội nào có vô địch lại như GAM này này, những cái cúp để cho bọn mình trưng bày. Bọn mình cũng có những lá cờ để có thể show cho tất cả các bạn thấy được là GAM đã có những thành tích như thế nào. Bọn mình đã có 5 lần vô địch và 4 lần về nhì. Tuy nhiên thì 5 lần vô địch đã được treo ở trên này. Bọn mình vẫn còn chỗ trống để chờ cho chiếc vô địch tiếp theo của GAM Esports. Thì các bạn hãy cùng mình tiếp tục đến với cái khu vực tiếp theo ở trong GAM House nha. Thì một khu bếp nó như thông thường thôi. Đó là có một cái bàn để các bạn có thể ngồi ăn ở đây. Tất cả các cái thời điểm như buổi trưa này, buổi chiều thì các thành viên GAM sẽ ngồi đây để có thể ăn rồi hàn huyên tâm sự với nhau. Chúng ta sẽ vào phía bên trong này thì bọn mình có một cái khu bếp. Khu bếp này được quản lý bởi chị Mến. Nó như bình thường thôi, có đầy đủ các thiết bị bếp này, rồi lò nướng, lò vi sóng, các thứ. Và quan trọng là bọn mình có một cái tủ lạnh rất to ở đây. Anh em có thể thấy ở đây là GAM sẽ không bao giờ thiếu Monster Energy, không bao giờ thiếu nước uống Monster cả. Đây là khu vực bọn mình sẽ để đồ uống ở đây. Và ở phía bên dưới này thì cũng sẽ có một chút xíu những cái thứ như hoa quả này, rồi có rau để đồ ăn cho các bạn. Có một điều đặc biệt là ở GAM á, bọn mình thường ít khi ăn thịt gà và ít khi ăn thịt trâu. Chủ yếu là bọn mình ăn thịt lợn và thịt bò cơ. Bởi vì anh em biết tại sao rồi đấy, bọn mình ăn trong VSET mãi ngán rồi. Mình sẽ giới thiệu cho anh em khu vực ban công nhỏ ở phía dưới tầng 1 để coi như là một chỗ chill ngắm ra vườn. Chỗ này nó cũng có sàn gỗ luôn và bọn mình có thể bước ra ngoài ở đây thoải mái. Và ở đây có một căn nhà nhỏ dành cho một nhân vật cực kỳ đặc biệt của GAM. Nào, xin chào mừng các bạn đã đến với thế giới của GAM Oli. Một nhân vật đã sống với cả các thành viên của GAM cũng được 2-3 năm rồi. Xong cái khu vực nhà của Oli thì chúng ta có một cái nơi mà Levi ghét nhất. Levi có thể cân cả khu rừng của VCS nhưng Levi không dám cân em. Đấy. Mỗi lần Levi bước lên đây là giật mình không ạ? Mà mình cũng thế, 65 cân rồi. Ôi, chúng ta không còn là gì ở khu vực bếp nữa, hãy cùng đến với khu vực tiếp theo của GAM, đó là khu vực thang máy nhé. Ở khu vực bên trong thang máy thì cũng như các thang máy thông thường thôi, nhưng bọn mình có thêm một chi tiết nho nhỏ nữa. Có một dòng chữ đấy là bạn chỉ thất bại khi bạn ngừng cố gắng. Đây là một thông điệp khi mà các huấn luyện viên đã bàn với nhau để có thể đưa ra cho các bạn tuyển thủ. Khi họ đi thang máy thì họ sẽ nhìn thấy cái điều này hàng ngày để quyết tâm, gọi là nỗ lực chăm chỉ trong khoảng thời gian tương lai để luôn luôn luyện tập hướng tới mục tiêu. Bây giờ chúng ta đang đến với khu vực lầu 1. Và với lầu 1 này thì bọn mình cũng có decor một chút xíu những câu trích dẫn khá là hay và nó khá là thấm. Ví dụ như là câu sometimes we win, sometimes we learn. Đôi lúc của chúng ta có chiến thắng và đôi lúc chúng ta có những bài học. Và đây là một khu vực mà nó có một phòng ngủ rất là lớn. Thì chúng ta cứ tưởng tượng rằng đây là một cái gaming house 200m2 và nguyên cả một cái lầu 1 được làm một phòng ngủ. Một phòng ngủ lớn được cho 6 tuyển thủ bên phía GAM ở. Và chúng ta hãy cùng khám phá xem là cái phòng ngủ này nó lớn và nó đặc biệt đến như thế nào nhé. Rồi, chúng ta đã đến với phòng ngủ lớn của GAM, nơi mà tụi mình đang sắp xếp cho 5 người ngủ. Và hiện tại là ở ngay cái chỗ này chúng ta có một cái bảng nội quy. Và bảng nội quy này có thông báo là 11:30 phải thức dậy. Thế bây giờ là 1:30 rồi. Tôi vẫn đang thấy một người ở kia. Chúng ta hãy cùng ra xem đấy là ai nhé. Đấy. Mấy giờ ạ? Còn đây 2 tiếng nữa thì đến 11:30 em. Ôi sớm quá, em ngủ tiếp đây. Má,
dậy quay gaming house, lẹ dậy gồm tôi hả? 1:30 rồi ông ơi. Đây là phòng ngủ của tụi mình. Thì cây da thì nằm phía mình đẹp, vừa là giường cây da. Và mình với lại anh Pha quản lý. Thì giường này thì thiết kế theo kiểu vàng đen, thì giống như màu của gam thì mình thấy khá là đẹp. Thì có tủ để đựng đồ và cá nhân. Thì mình rất là thích giường này. Và phía phòng đây thì phòng của Style và là Tôm. Ủa, Tôm nó còn ngủ kìa anh Hiệp ơi. Đây, anh vào anh bắt nó. Nè. Dậy. Hả? Mấy giờ rồi còn đi ngủ? Dậy. Hả? Review gaming house, nhanh lên. Thì phòng đây thì lần đầu tiên thì mình thấy khá là bự và rất là rộng nhiều. Thì cái đây là tủ đồ của mình này, mình để mình đựng giày và đồ cá nhân. Thì mình thấy nó khá là rộng nên mình rất là thích. Còn tôi mới để đồ ở đâu ấy? Để đồ ở đây là có một cái tủ nhỏ này. Thế còn đồ của kia da thì để đâu? Cái da thì để đây. Thì mình theo mình thấy thì ở đây thì nó có rất là nhiều ngăn, thì nó cũng tầm có 10 mấy ngăn, thì mình thấy khá là rộng. Nên tụi mình ở đây thì 5 người thì cũng bỏ rất là dư. Ok, cùng bọn mình review phòng tắm lớn nhất miền Nam nào. Thì đây là chỗ đây để 2 người vệ sinh khi mỗi sáng thức dậy. Thì mình có làm răng nên mình có hay xài tắm nước, thì mình cũng hay thường xuyên xài ở đây, thì mình cảm thấy khá là thích. Chỗ để đồ của em đây hả? Dạ đúng. Đây là cũng 5 người ở thì cũng 5 người để chung luôn. Thế còn chỗ tôm em để chỗ nào? Và mọi người qua đây thì mình kế cho mọi người xem hồi tắm khi mình trên tim thì mình mỏi hay gì đó thì mình xuống đây mình ngâm mình thì mình thấy khá là thoải mái. Thì giống như khách sạn 5 sao mà đi hưởng thụ du lịch thì á, thì mình cảm thấy khá là thích. Như bật cái đèn lên, như là cái đèn này thì buổi tối thì mình thấy là sáng. Khác gì mình đang đi du lịch đâu. Wow, nhìn này, nhìn bọn nó hưởng đấy các ông ơi. Thậm chí là ông nào đang gọi là ngâm bồn đây, Katy ngâm bồn đây, Tommy ngồi đây ngắm được luôn á. Đúng. Và đây cho mọi người xem phòng summer của tụi mình. Phòng summer đây là xong được tới 3 người lận. Thì mình cũng thấy mình thấy khá là tiện khi mình kiểu dịch thì mình ở nhà. Còn ở phía bên trong này thì nó là một cái khu vực như bình thường thôi. Khu vực có phòng vệ sinh với cả có tắm đứng để cho các bạn tuyển thủ có thể tắm. Ok, con em thấy như nào Tôm? Thấy thoải mái không? Thấy cả tôi cũng tắm này. Cảm xúc hơn. Em trải nghiệm này mấy lần rồi? Em chỉ trải nghiệm Ok. Ok, như vậy chúng ta vừa mới trải nghiệm xong cái phòng tắm rồi, phòng thay đồ và một phòng ngủ lớn của Gam đang cho 5 tuyển thủ có thể sử dụng. Thì chúng ta sẽ cùng đi với mình lên trên tầng 2 để xem là có thêm những cái gì hay ho trên đó nhá. Đây là nơi đầu tiên ở trên tầng 2, nơi mà chúng tôi sẽ tạo ra những chat shop rất là huyền thoại của bên Gam Esports. Và chúng mình sẽ cùng đi ở phía bên trong nhá. Nhưng mà khi đi bên trong cái studio này thì các bạn phải nhẹ nhàng để xem có ai quay hay không. Hình như đang có người quay anh em ạ. Đúng à? Ủa? Anh Tiến đây là em đoán gì dài láo. Em đoán có bộ sản phẩm của Logitech kết hợp với Lĩnh Minh Hoài này để xíu nữa em review á. À, thế thì tranh thủ ở lúc này review luôn cho anh cái studio được không? Ok nè. Thì vậy hết. Studio ở Gán thì có cái em thích nhất là cái này nè. Cái băng đũa xe để khi nào tụi em chơi game xong muốn giải trí thì qua đây lá xé đồ cho nó vui. Ok, đây là bộ đến từ Logitech và cái ghế này là của Master nha anh em. Bên này thì như có một máy làm việc của Enter để làm việc sao ấy.
chứ không phải là việc gì làm gì đâu này. Ở phía bên này thì có khá nhiều đồ của Logitech này, của Monster Energy hay là đồ của NRG, cũng như là các cái đồ chơi xung quanh liên quan đến các cái bộ phim mà bên Gam muốn hay xem, hay là đồ của Liên Minh Huyền Thoại. Thì em thích cái nhân vật nào nhất? Em thích đấy, Batman. Ui dồi, đúng chưa, nhấn đồ thấy đã rồi đó. Bảo sao nó cứ cho những câu chat shop rất là kiểu chất lượng nhá, là phải thích Batman, người mà hay có một cái tâm giọng trầm đúng không anh em? Đó là những gì mà chúng mình đang có ở đây, và hy vọng trong thời gian sắp tới thì Energy Studio sẽ có thêm nhiều những cái sản phẩm hơn để có thể trưng bày ở đây của nhiều nhà tài trợ khác nhau. Hết rồi, không còn gì thêm cả, chúng ta sẽ cùng đến với phòng khác thôi. Welcome to Summoner Rift. Một cái tiếng rất là quen thuộc đúng không? Chào mừng các bạn đã đến với phòng luyện tập và thi đấu của GAM. Và ở đây thì chúng ta đang có một nhân vật, đấy chính là Kiaya. Thì hãy cùng xem là Kiaya. Hello em. Hello. Kiaya hôm nay có thể giới thiệu cho các bạn phòng luyện tập của bên GAM được không? Được này thì phòng GAM thì cũng khá đơn giản. Thì đây là đầu tiên là bàn ngồi của mình nha. Chỉ có vậy thôi. Đây là bàn máy tính của mình. Đây là một bảng mà GAM là đang muốn hướng tới trong năm 2022, thì trong năm nay. Và kế bên mình là bàn của đội trưởng Levi. Thì anh ấy sẽ ngồi kế bên mình. Thì nhiều lúc thì mình có mắc lỗi gì đó thì anh ấy sẽ chỉ bảo mình dễ hơn. Kế bên mình đây là bàn của Cathy, Ngài Phê. Còn đây là thì mọi người biết là Sơn, Style. Còn bàn cuối cùng trong góc này là của thầy Bi. Thầy Bi. Đây là đàn Neolip. Thì được thiết kế để cho biểu tượng của GAM luôn. Thì các bạn có thể thấy đây là hình cái cánh, và nó cũng sẽ có một phần nào đấy ở trong logo của GAM trong thời điểm sắp tới. Còn dưới đây là một máy tính nữa, thì đây là ngồi chỗ ngồi của Tùng, đó là Deepkit. Còn trên bảng này là bảng đánh răng của mọi người. Cái bên đây là bàn của thầy Phong, Jackie Win. Thì anh ấy sẽ ngồi kế bên phân viên hành cây luôn, thì hai người ngồi kế bên nhau. Còn trên đây là một cái tivi, thì khi mọi người chen ninh xong hay là đánh giải xong thì mọi người sẽ họp thì mọi người sẽ xem lại những cái trận đấu mà bọn mình thi đấu. Thì mọi người sẽ kiểu nhìn lại gì mình có sai cái gì mình sửa, thì mọi người sẽ xem tivi này đó. Ok. Còn đây là bàn của em Út, Tomio, trong nhà em Út nhỏ nhất, thì em ấy sẽ ngồi đây. Ok, Tomio được ngồi đây được kèm cặp bởi Hankei luôn đúng không? Hai, được kèm bởi hai huấn luyện viên luôn. Như vậy là cảm ơn Kiaya khi đã giới thiệu cho chúng ta tất cả những gì đang có ở trong phòng trên, nhưng vẫn không còn chỗ nữa. Bọn mình sẽ nhờ một người cũng ở trong căn phòng này mà nãy giờ chưa làm gì cả. Và cảm ơn Kiaya. Về chỗ đi. Đây sẽ là... Hello mọi người, thì tiếp theo mình sẽ giới thiệu cho các bạn khu vực rất là hay ho trong phòng training của tụi mình. Ok. Thì đây là cái tủ nước của tụi mình, hay là đựng những lon monitor, rồi là bánh kẹo, kích cáp các thứ để tụi mình tiện hơn trong việc training. Thì đặc biệt hôm nay là có một cái bánh kem, tại vì hôm nay là sinh nhật của anh Thanh Cây, thì xíu nữa tụi mình sẽ tổ chức sinh nhật cho Thanh Cây. Rồi còn bên này là kiểu cái bàn để tụi mình để những cái đồ linh tinh như bánh nè, rồi các giấy, các thứ, monitor, dự bị. Chờ khi nào hết thì tụi mình sẽ bỏ vô tổ tiếp. Còn đây là một cái bảng kiểu để hướng dẫn tụi mình, để tụi mình nhớ hơn, kiểu hướng dẫn tụi mình cách làm sao để chạm được trạng thái đỉnh cao trong thi đấu, được luyện tập. Thì thường thì tụi mình hay kiểu để đồ xong rồi vô lấy nước, thì sẽ nhìn qua một lượt xong rồi kiểu sẽ nhớ. Thế thỉnh thoảng các bạn nghe mic check, các bạn nghe thấy GAM và nói đến là big state hay là trạng thái đỉnh cao các thứ, thì để các bạn luôn luôn nhắc nhở nhau là
nhớ lại để sốc lại tinh thần và để ý và để cho mình luôn luôn sử dụng cái não cấp cao. Đó là một phần ở trong cái bài học của anh TK. Ok, cảm ơn em. Giờ thì chúng ta có một cái bảng nội quy của GAM ở đây. Luôn luôn đúng giờ trong cái việc train, họp và thi đấu. Đấy là những cái thứ quan trọng nhất của các bạn. Phải đánh 36 game rank mỗi tuần, nếu không thì các bạn sẽ bị phạt. Và phạt một cứ một game rank thiếu là chắc là cũng sẽ là 100.000, 200.000 gì đấy. Mình không nhớ các bạn đã giao kèo với nhau như thế nào. Và đây là một cái hành vi mà mình nghiêm cấm luôn đây này. Đó là toxic trong rank. Bởi vì khi mà các bạn toxic trong rank, các bạn bị cấm tài khoản thì nó sẽ ảnh hưởng đến không chỉ là bạn ý và cả đội tuyển nữa, và hình ảnh của đội tuyển. Thì cái này nó sẽ bị phạt. Mà mình thấy hình phạt này còn hơi nhẹ đấy. Phải thức dậy lúc 11:30 để có thể tỉnh táo hơn trong việc luyện tập, và đặc biệt là tắt các thiết bị khi không sử dụng. Giờ chúng ta sẽ cùng đến với một khu vực tiếp theo, đó là khu vực phòng ngủ của các bạn khác nha. Rời khỏi phòng train thì chúng ta sẽ có ngay bên cạnh là một phòng ngủ. Phòng ngủ này là của Bi và Deep Kid. Thì phòng ngủ này nó cũng sẽ không có khác biệt nhiều so với phòng ngủ ở dưới. Chỉ là các bạn sẽ treo đồ ở đây và cũng có những cái đồ ở xung quanh để có thể để thêm. Bi có thêm cả sở thích đọc sách ấy. Mình thấy có cả quả đắc nhân tâm ở đấy nữa. Ở ngay phía bên ngoài này, chúng mình không phải là một người chơi đồ phong thủy đắt tiền, mà GAM chơi đồ phong thủy rất là cây nhà lá vườn. Đây chính là một trong những cái bức tranh mà đội khi mà nhìn thấy vào, các bạn đi cầu thang đi lên nhìn đập mặt vào bức tranh này, đấy là thua ở trong trận chung kết. Thì các bạn luôn luôn nhớ với cái điều đấy và các bạn có một cái động lực. Và đấy là lý do tại sao mà tụi mình đã có hai chiến thắng trước Severus, cả lượt đi và lượt về đều với tỷ số 2-0 ở trong mùa giải lần này. Và mình nghĩ rằng mình sẽ để bức tranh này ở đây đến khi nào GAM vô địch VCS lần tiếp theo. Ở cái cửa thang máy tầng 2 có một cái thứ rất là thú vị. Nếu như các bạn đã xem GAM Live số thứ 6 thì chắc là cũng đã biết đến cái sự nhàm chán của người tuyển thủ rồi. Chỉ luyện tập này, ăn này, ngủ và lập đi lập lại cái chuyện đó để có thể giữ được mình ở trên trình độ cao nhất. Và giờ chúng ta lên đến tầng 3. Đây sẽ là khu giặt và sấy của GAM khi các bạn có một cái máy giặt này, một cái máy sấy này. Và có một cái sân phơi ở phía bên ngoài này, một sân phơi rất là rộng, và chúng mình cũng có các cái thiết bị để cho các bạn ý phơi đồ thoải mái. Ngay bên cạnh này, đó là phòng khép kín của chị Mến, người mà sẽ phải lo lắng tất cả các bữa ăn của các tuyển thủ GAM. Và các bạn biết các tuyển thủ GAM nó béo mập như thế nào rồi đấy. Ở trong căn phòng đang được dán đen ở phía bên ngoài này là một căn phòng mà huấn luyện viên Jackie Quinn bảo rằng căn phòng đẹp nhất Energy Gaming House. Thì hãy cùng mình khám phá xem căn phòng này như thế nào nhé. Úi trời. Hello. Hello. Thì giới thiệu với các bạn, đây là phòng ngủ của mình và hang cây. Ở đây chắc chắn là phòng ngủ đẹp nhất tại Gaming House của GAM. Vì ở đây mình có một cái view rất là đẹp vào mỗi buổi tối và buổi sáng. Đây. Oh. Ở ngoài ra thì mình còn có một cái sân vườn ở ngoài đây nữa. Cái phòng của Phong thì hơi khác biệt, thì huấn luyện viên mà không hiểu sao em có nhiều đồ skin care thế hả Phong? Thì thật ra là mình không phải là quá điệu, nhưng mà thật ra là mình bị bệnh chàm nên là cần phải dưỡng ẩm và chăm sóc da mặt cũng như là cơ thể khá là kỹ càng theo lời của bác sĩ. Ok, thì em có thể nhận xét về người cùng phòng với em được không? Khi mà anh nghe qua là Gaming House bảo rằng đây là người ngủ dậy muộn nhất. Đó là thông tin hoàn toàn chính xác. Anh Kay luôn là người ngủ dậy ngủ sớm nhất và ngủ muộn nhất tại GAM. Sao ngủ sớm nhất và ngủ muộn nhất? Ngủ sớm nhất. Ngủ sớm nhất và dậy muộn nhất. Ok. Căn phòng này một căn phòng gọi là áp mái, nhưng mà Phong thì hay gọi đây là căn phòng penthouse. Thì nó chỉ có như vậy thôi. Tuy nhiên thì cũng có một cái view khá là đẹp, mình cũng công nhận cái view này. Thì hãy cùng mình đi xuống cái phía từ phía trên, đi gọi là cầu thang. Bọn mình cũng sẽ có rất là nhiều những cái điều thú vị khi mà đi cầu thang ở GAM đó. Và đây là phần mà bên phía Monster Energy đã giúp đỡ cho bên GAM để có thể hoàn thành một cái mảng mà đầy ắp cái không khí gaming. Và cũng có một cái câu trích dẫn ở đây rất là hay, đó chính là những tài năng không chỉ quan trọng bởi kỹ năng mà còn là cả thái độ nữa. Một câu nói của một võ sĩ rất là nổi tiếng. Phần này nó cũng sẽ trải dài xuống phía bên dưới.
có một thứ mà chúng mình nghĩ là chúng mình sẽ không bao giờ quên, đó là những khoảnh khắc huyền thoại, những khoảnh khắc lịch sử của GAM. Đây là ảnh mà đội đã lên ngôi vô địch năm 2021 mùa xuân vừa qua này, 2019 này, 2017 này. Và chúng mình cũng có nhớ những cái chiến thắng rất là lịch sử của GAM. Đây là chiến thắng trước TSM, xong rồi cũng có cả những thất bại và cũng có những khoảnh khắc ăn mừng của các tuyển thủ. Những chiếc vô địch đầu tiên của GAM khi còn mang tên là Mobile Marines, rồi các khán giả ủng hộ của GAM trên đấu trường quốc tế và cả Việt Nam nữa, cũng khoảnh khắc cực kỳ đẹp. Và tụi mình hy vọng là rằng là trong tương lai tụi mình sẽ có rất 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 nhiều những cái bức ảnh như thế này, và đặc biệt là trong thời gian sắp tới, đó là SEA Games 31, hy vọng rằng sẽ có một bức hình tất cả các tuyển thủ của GAM Esports nhận huy chương vàng và sẽ được treo ở đây. Các bạn hãy chờ nhé. Cảm ơn các bạn đã tham quan Energy Gaming House cùng tụi mình. Video đến đây là kết thúc rồi, các bạn đừng quên để lại một lượt like cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ tụi mình nha. Còn bây giờ thì tạm biệt các bạn.